là một cây bưởi cổ quả ngọt. Cây này anh ấy trồng được 8 năm, quả sai thì về cắt đúng quả đấy, quả mấy chập quả. Cái này gần Tết mới ăn được nhỉ. Nãy lưới là dài mấy mét nhỉ? 4 mét à? 4 mét thì phải bầu hơn 30, 1 mét 3. Nổ 1 mét 3. Cái này vành thân cách mét này 72, bát 2 mét rưỡi, 2 mét 6. Cây cao khoảng 5 mét rưỡi rồi, 6 mét. Okay. Đấy để mấy rễ lại, có mỗi rễ đấy rồi. Hai rễ đủ nuôi không? Đủ nuôi quả đây này. Cắt đi sợ nó suy cây. À, cắt vậy có cần phải cắt nữa không? Có, nhưng cái bên kia không không cắt đi. Cái bên này không có lắng thì cắt một tí này. Cây rất là đẹp. Giống anh chị bán cây bưởi. Không không liên quan gì đâu ạ. Cái điện này bao giờ bọn em lấy cây bọn em khắc thả ra bọn em nuôi ra thôi. Vâng, quấn dây 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 bao giờ chị. Tức là mình thả trong kia ra cho nó trùng luồn qua cái dây kia một tí mà. Không có, cái dây không. Dây nó ở dưới đường hồ. Chung là tháo ở trong nhà ra nó tiện hơn, không động cái đường dây đấy này nó nhìn qua nó cây rất là đẹp. Vâng. Anh bầu mét ba các bạn ấy. Ý phải che thân ra trước đi, cẩn thận. Hôm qua về, hôm qua có khỏi chưa nào quá Sơn? Đúng giờ nhà nước, mẹ tan ca nhà nhà nước, ông về đường xa lại phải tắm rửa, ăn cơm phải hơi trên 12 giờ. Vợ có đợi cơm không? Như nhà Sơn vợ ăn ở trường nhé. Bố mẹ mày biết đi làm vẫn đợi cơm. Nhà mỗi ông con trai sướng thế này. Hai con trai nó vất vả. Cây nắng quá. Tí cuốn hết bao tải thân, cuốn cành. Nắng. Không em ạ.